Hi, chào tất cả bạn ha. Chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì hôm nay quay chia sẻ đến tất cả các bạn, nói chung mình làm một cái bài test các bạn, bài test ha. Thì bên mình có con mớ cán búa như thế này ha. Cán búa như thế này. Cán này dài 8 tấc nha anh em. 7 8 tấc gì đó, tầm tầm đó. Của Rustman nha. Rustman gì đó. Nha, cán này để anh em tra búa nè, này đổ keo tra búa nha. Mình sẽ test, mình cho cái xe tải mình chạy lên thử coi nó có gãy không nha. Xem chim kêu cây nè, kêu cây nè, giục lên đây chim cao cao lên. Đúng rồi, đó. Ủa gì rồi, đâu đâu chạy vô được. Sao được? Được không ta? Nó trượt. Rồi chạy nhẹ nhẹ vô đi anh Quang. Chừng đó nó trượt đó chứ không vô được đâu. Rồi được đây. Lên đi. Vô luôn. Vô luôn. Chưa lên, còn người ấy lắm. Được rồi, được rồi. Đúng rồi. Ok, ok. Được rồi. Dừng xe lại đi. Để anh em nha. Nó đang cong luôn nè, anh em thấy không? Quá dữ luôn. Nó đang kê cái bánh xe mình hỏng lên luôn nè. Đây. Nè nét, anh em thấy không? Hỏng lên mặt cán luôn nha. Đây. Đây chơi làm cái bài test dữ. Còn đó bên kia kìa anh em. Rồi để mình qua anh quay rõ kỹ bên kia ha. Máy này là bao gãy luôn cho anh em nha. Bao gãy, bao đồ cho anh nè. Cái xe mình thì cái tổng trọng lượng nó khoảng toàn bộ thiết bị là 1 tấn 7. 1 tấn 7 mà chia ra 4 bánh thì này cũng mấy trăm ký, anh em đâu có nhiều đâu. Đó. Anh em thấy nó kê lên cao luôn nè, thấy không? Rồi xuống đi anh qua được rồi. Tới anh qua. Tới á. Cái bao búa ra. Cái bao nguyên bao cạn. Rồi, ok. Bài test đến đây kết thúc anh em nha. Giờ quay cái số lượng cho anh em xem. Đây. Có được ít nè anh em. Rồi, xuống đây. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì alo ha. Để xíu mình sẽ để giá dưới cái phần mô tả nha anh em. Nha, hàng mới chưa xài mà. Nha, mới chưa xài nha. Này đem Rustman. Này đem về nhà mà anh em phòng thân luôn cũng được. Đây, hàng đẹp lắm, cực kỳ nha. Đó. Nha. Số lượng thì không có nhiều anh em, chừng mấy chục cây à. Giá mình sẽ để dưới cái phần mô tả, anh em xem cái phần mô tả ha. Được thì alo mình. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em.